chạy bò tứ chiến giàu cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Trưa hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2023. Bò em trực tiếp về trại gồm có 3 bê pháp kem, sớm xuống một xe bò. Cho nên giờ nó xuống trại xong đứng thần chững, em quay riêng lô một 3 bê pháp kem. Lô pháp kem riêng để anh chị xem dễ phân biệt. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Xem xét cái chuộng chốt bò em sẽ nhà nhau thành nhau anh chị. Nguyên cái lô bò 3B nè anh chị. Bò lỡ ha. Bò này ngoài 10 tháng anh chị, bò lỡ. Bò rất là lớn luôn. Chiều cao của bò nguyên cái lô phía bên đây. Chiều cao của bò là 1m2 bò. Có con thì nó hụt nha, nó hụt phân hai phân anh chị thì nó tròn con 18 con 20. Thì chiều cao của bò. Bò 3B, bò liên nguyên lô 3B rất đẹp luôn. Nguyên cái lô con số 1. Bò cành đó chị, bò lớn rất lớn luôn. Con số 2. Con số 3. Con số 4. Con số 5. Con số 6. Con số 7. Số 8. Số 9. Số 10. Là 10 con 3B. 10 con 3B này lưng mít chà bè á, để hồi em đéo nói giá luôn anh chị xem. Nè con số 10 này ha. Nè cái đầu thằng đầu của nó rất đẹp luôn, đầu to anh chị, đầu bòm ha, đầu chà rè luôn nè. Mặt mỏ chà rè, xương sóc. Dàn xương rất là to ha. Nói chung là xương là em nói chính xác là xương miễn bàn ha. Xương là chính xác luôn, xương tối không. 3B này toàn bộ là xương lớn. Con số 1, số 2, số 3. Số 4, số 5. Số 6, số 7. Số 8, số 9, số 10. Nè, em quay dằn chân cho anh chị xem ha, hai chân sau. Hai chân trước, hai chân sau đều tương tự như nhau, hình thẳng băng anh chị. Bò này cái chân là phần mông lưng ha, là không quằn anh chị. Lưng thẳng băng ha, xương cối hai chân trước, hai chân sau đứng đều luôn. Con số 10 đứng lúc ở trong à. Điểm dài ra con số 1 nè. Bò lỡ. Ngoài 10 tháng. Con số 2. Con số 3. Con số 4. Con số 5. Con số 6. Số 7, số 8, số 9, số 10 đều tương tự như nhau. 1m 18 20. Lô bò phía đây 10 con này chỉ có giá là 23 triệu một con. Nguyên cái lô này đồng giá anh chị. Nguyên cái lô này đồng giá luôn. Anh chị sẵn tiếng đường em giao cho anh chị luôn. Đây tới ngày 20, 21 đây em có giao về Long Thành vào dây có 3 con à. Trên đoạn đường đi xe rất là rộng, anh sẵn tiếng đường anh chị xem chuộng chốt sẵn đường em giao cho anh chị luôn. Thì cái lô bò 3B em để riêng đây để anh chị xem dễ phân biệt. Con số 1 cho đến con số 10 đều tương tự như nhau. Xương rất là to, mặt mỏ rất là dễ thương anh chị. Hai chân trước, hai chân trò, sau trò chậm đứng thẳng băng luôn. Mặt mỏ rất là duyên dáng dễ thương ha. Mông, cái dàn mông nó rất là khủng luôn nè. Đòn rất là dài, xương to. Trại bò em đã tuyển chọn những mẹ nái lớn nền, sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao, xương to, đòn dài, lưng thẳng. Em bắt bò từ 3B pháp kem, 3B kem về trại em á, là toàn bộ là cổ rô. Còn cổ lãi em không bắt về trại ha. Cái cổ nó ngắn lại, thắt lại là cổ rô nè. Hai chân trước là móng trò sẫm thẳng băng, lưng nách và bè anh chị. Dây lép đít nhọn là em không bắt về trại ha. Toàn bộ là con nào lấy lưng mông, lưng nách là rất là rộng luôn. Đó, anh chị em quay anh chị thấy xem cái cụ thể ha. Từ phần cần, phần đầu, ghim vai, sân lưng, bản đùi. Thấy tổng thể nguyên hình. Nè, mấy bò rất là đẹp luôn. Giá rất là mềm anh chị. Anh chị bắt bò béo đợt này mình nuôi có lợi nhuận, có lời nè. Giá rất là mềm luôn. Nè, con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 đều tương tự như nhau. Mông, lưng, nách, và bè. Đó, về chặt hem em không có tắm ha. Bò nó trong về ít tắm á. Về bữa giờ, bữa trước bữa sau còn giàu thì khách hết á. Không tắm. Con nào lấy mông khủng đòn rất là dài luôn. Hồi em quay riêng cái lô pháp kem riêng để anh chị xem dễ phân biệt. Cái lô bò giá cũng rất là mềm luôn. Thì 17 rưỡi, 18 rưỡi, 19 rưỡi à, giá rất là mềm luôn.
Còn cái lô 3B em quay riêng lô 3B đây là 23 triệu một con. À, con nào lấy cành cành đến anh chị. Nè cái lưng nách chè bè luôn, xương rất là to. Phần đầu của nó anh chị, 3B thì có con thì có nhõm nhõm tiếng sừng, có con thì đầu trụi. Mà quan trọng là dàn lưng dàn nách nó rộng ha, chứ còn sừng không sừng là không quan trọng. Em bắt bò từ bò bê bắt kem rất đẹp luôn. Nè, bò bê rất đẹp anh chị, lưng mông lưng nách chà bè ha. Đây dàn xương nè, hai chân trước hai chân sau muốn trò chọn khả năng. Bò này là bò khỏe anh chị, em bao anh chị là diêm rúng phù hớp là không có, không bò không có lỗi thì tích gì hết ha. Bò này rất đẹp luôn, em bao cho anh chị là 100 cây số ha. Ba anh chị 100 cây số ship hàng giao tận nhà luôn, em giao anh chị hàng giao tận nơi ha, là 100 cây. Đây là củ chi Đồng Nai em giao được ha. Đây là củ chi Đồng Nai này em giao cho chị tận nơi. Nguyên cái lô bò pháp 3B phía đây là 23 triệu một con, giá rất là mềm anh chị. Anh chị xem chuồng chốt em có xe nhà em giao tận nơi cho anh chị luôn. Con bò lỡ đứng phía trong 3B là ngoài 10 tháng, con đứng kế 3B luôn cũng là 10 tháng. Nguyên đây phía đây là 9-10 tháng anh chị, bò lớn ở trên ha. Bò là chiều cao của bò là 1m18, 1m2 anh chị, xương rất là to. Con nào lấy lưng nách chà bè ha, em đã tuyển chọn rồi, những con mẹ nó lớn nền sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao. Bò mà lớn nền nó đẻ nghé mới được vậy, chứ con bò cóc sao đẻ được nghé vậy đâu anh chị. Bò là nái cành cành cho nên đẻ mà 3B nghé rất đẹp luôn, xương rất là tối luôn. Để họ quay riêng cái lô hấp kem riêng anh chị thì xem dễ phân biệt. Thì nguyên cái lô bò 3B phía đây chỉ có giá là 23 triệu một con. Thì chốt chừng 3-4 con cũng được, em cũng giao tặng nơi cho anh chị luôn, giá rất là mềm luôn. Rồi em để em tắt cái động email này xong rồi em quay cái lô bò hấp kem riêng để anh chị xem. Cuối video em cảm ơn anh chị đã suốt thời gian qua đến với trại. Em tạm dừng video tại đây, chút xíu em quay cái lô bò hấp kem riêng để anh chị xem dễ phân biệt.